Xin chào quý vị, anh chị và các bạn quay trở lại với chương trình bình luận của Vũ Quang. Trong chương bình luận ngày hôm nay, Vũ Quang sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin về xung đột tại Ukraine cũng như là bàn cờ quân sự trên thế giới. Về bàn cờ quân sự trên thế giới ngày hôm nay, người ta đang nói tới một liên minh Nga-Triều tạo nguy cơ lớn đối với lại Mỹ. Việc này thì nó xảy ra từ lâu rồi, nhưng đến bây giờ thì nó thể hiện một sự công khai hơn. Đã thế rồi, đến ngày hôm nay bản thân ông Kim Jong-un ông lại chơi cái trò này là thách thức Mỹ. Mỹ loanh quanh hạ giọng. Trong khi đó thì nước Mỹ cũng đang mất đi vị thế ở Trung Đông khi mà Iraq tuyên bố là giải tán liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu. Nguy cơ Trung Đông ngày hôm nay là tương đối là nguy hiểm. Nhưng bối cảnh bây giờ Hoa Kỳ sẽ không dám kích động nữa. Nói vậy bây giờ Hoa Kỳ kích động cũng mệt mỏi. Quá mệt mỏi. Thế còn tình trạng ở tại Ukraine, thì Ukraine báo cáo trong 6 ngày đầu tiên của năm 2024, báo cáo thông tin rất là tích cực, tuyệt vời dành cho phương Tây. Khi mà Liên bang Nga thực hiện tấn công tên lửa quy mô lớn, nhưng mà chính quyền Kiev báo cáo với anh em phương Tây là cứ an tâm. Toàn bộ lá chắn phòng không như là Patriot, LASAM và các loại hệ thống phòng không khác, phương Tây viện trợ cho Ukraine. Về Patriot thì làm nhiệm vụ bắn hạ kia rổ, chúng tôi bắn hạ 100% luôn. Còn các loại tên lửa UAV khác, chúng tôi bắn hạ tới 90%. Chỉ còn 10% các loại tên lửa đấy nó rớt xuống lãnh thổ thôi, cho nên không lo. Để hiệu quả 100% cho tất cả cuộc không kích, thì phương Tây tiếp tục chuyển giao cho Ukraine khoảng 50 hệ thống Patriot, vài trăm hệ thống NASAM nữa. Rồi thì cấp thêm là hàng chục tỷ đô la viện trợ cho Ukraine nữa, để có vận hành chính quyền thì không lo cái gì cả. Thế nên sau báo cáo của Ukraine về chiến công vang dội trên chiến trường đấy, đánh trận rất tốt, đặc biệt là để ý tới vấn đề kinh rổ. Ngày hôm nay Mỹ nói thế này, Mỹ rất là nghi ngờ khả năng Patriot đánh trận được tên lửa siêu thanh kinh rổ, quá nghi ngờ luôn. Nên Ukraine công khai mà không phải nghi ngờ ở đây, mà cái tên lửa kinh rổ, mảnh vỡ tên lửa kinh rổ đây. Mà nhìn cái đầu đạn tên lửa Kinzhal nó không khác nào quả bom nữa. Nó không giống một chút nào là cái tên lửa Kinzhal cả. Tổ hợp phòng không Patriot của Ukraine bị cho là khó lòng chặn được tên lửa siêu thanh Kinzhal của Nga khi mà đã phóng đi. Theo trang tin của Karifika Katison, các cuộc tấn công gần đây của lực lượng hàng không vũ trụ Nga nhằm vào cơ sở hạ tầng của Ukraine đã được thực hiện bằng cách sử dụng một số lượng đáng kể tên lửa siêu thanh Kinzhal. Kinzhal là tên lửa cỡ lớn nên nặng khoảng 4.300 kg, dài 7,2 mét, đường kính là 1,2 mét, và dài sải cánh dài 1,6 mét. Nó có khả năng mang cả đầu đạn hạt nhân công suất thấp từ 5 đến 50 kiloton, hoặc là thuốc nổ thông thường có sức nổ cao. Khả năng bay với tốc độ vượt quá Mach 10 và tầm xa là 2.000 km của tên lửa ấy khiến đầu đạn của các hệ thống phòng không hiện đang gần như là chẳng thể tiếp cận được nó. Lực lượng phòng không Ukraine tuyên bố là nhiều trường hợp bắn hạ Kinzhal nhưng không cung cấp bằng chứng cụ thể. Đặc điểm chính của tên lửa Kinzhal là tốc độ siêu thanh khiến hệ thống phòng thủ có rất ít thời gian phản ứng và gây khó khăn trong việc dự đoán đường bay tên lửa hoạt động ở tầng khí quyển, ở tầng khí quyển phía trên ấy, nơi mà nhiều loại vũ khí không thể tiếp cận được nó. Theo các vị chuyên gia quân sự thì ngày nay không có hệ thống phòng không đáng tin cậy nào có khả năng đánh chặn được tên lửa siêu thanh tương tự như là Kinzhal. Báo cáo cũng đề cập rằng nguồn cung cấp tên lửa Kinzhal ban đầu của Nga chỉ giới hạn ở khoảng 53 đơn vị. Tuy nhiên thì đến đầu tháng 5 năm 2023, họ biết rằng là Moscow đã sở hữu tới 80 tên lửa loại này. Mức sản xuất đã tăng từ 1 đến 2 quả mỗi tháng lên khoảng 10 đơn vị, bất chấp lệnh trừng phạt của phương Tây. Bên cạnh đó có ý kiến cho rằng là hệ thống phòng không Patriot được Mỹ cung cấp cho Kiev tỏ ra không hiệu quả trước tên lửa siêu thanh KH-32 của Nga. Điều này đã được nhà báo của Đức chia sẻ và chính Ukraine cũng thừa nhận. Nhà báo nhấn mạnh rằng là tốc độ cao của tên lửa KH-32 đạt khoảng 5.400 km trên một giờ, khiến chúng trở nên bất khả xâm phạm trước các hệ thống phòng không của Ukraine.
Điều này cho thấy Nga có tên lửa hiện đại này, đủ khả năng xuyên thủng mọi hệ thống phòng không của phương Tây. Ngoài ra tên lửa KH-32 còn có những đặc điểm độc đáo, không thể gây nhiễu hoặc là trạch hướng bởi tác chiến điện tử, và cũng còn có thể phát hiện và xác định mục tiêu một cách đó là hiệu quả cho loại tên lửa này. Trong bối cảnh mối đe dọa gia tăng thì các quốc gia NATO thuộc châu Âu đã quyết định mua 1.000 tên lửa Patriot để đề phòng mối đe dọa đến từ Liên bang Nga, nhưng nó sẽ không có khả năng đánh chặn tên lửa siêu thanh Kinzhal nữa. Ukraine cứ hô hào ở trên sân diễn, hô hào như thế ai chả hô hào được. Chứ nếu như Patriot ngày hôm nay mà đánh chặn được tên lửa Kinzhal thì anh chị an tâm, nó phải nói là đắt như tôm tươi, coi như là vũ khí siêu thanh của Nga đứt điện. Thế mà để rồi phương Tây tập thể chưa có tên lửa siêu thanh mà đòi tên lửa phòng không thông thường bắn hạ được tên lửa siêu thanh. Chỉ có thể là diễn viên hài Zelensky mới đưa ra những lời tuyên bố như thế và công khai trao những huy chương, gọi là huy chương anh hùng cho lực lượng phòng không. Ukraine đã bắn hạ được tên lửa Kinzhal, quả nhiên là tuyệt vời. Khóa mục tiêu còn không nổi, đuổi theo cái đuôi lửa của cái tên lửa đấy còn không kịp mà đòi bắn hạ được tên lửa Kinzhal. Đúng là sự điên rồ đến từ Ukraine. Trong khi đó người ta nói ông Zelensky giống như một xác chết biết đi và không tin vào đồng minh của mình nữa. Giống như một xác chết biết đi, di chuyển khắp toàn bộ lãnh thổ Ukraine mà không sợ hỏa lực của Liên bang Nga. Chỉ có thể là Zelensky mới làm được điều đó. Trong một cuốn sách mới của mình thì một phóng viên của tạp chí Time đã mô tả cuộc sống khổ hạnh của đội ngũ và Tổng thống Ukraine Zelensky trong một hầm trú ẩn trong những ngày đầu của cuộc chiến với lại Liên bang Nga. Theo tờ báo của Anh ngày 4 tháng 1 đã xuất bản một đoạn trích độc quyền từ cuốn sách. Trong đó nhà báo tiết lộ chiến tranh đã thay đổi Tổng thống Ukraine Zelensky như thế nào và không hoàn toàn theo chiều hướng tốt hơn. Đặc biệt ông đề cập rằng là mùa xuân năm 2022, vào ngày thứ 55 của cuộc chiến với Nga, ông Zelensky đã hỏi khi nào thì ông dự định hoàn thành cuốn sách về mình. Thì nhà báo trả lời rằng là ông muốn ghi lại năm đầu tiên của cuốn sách và sau đó xuất bản cuốn sách. Anh nghĩ rằng là chiến tranh sẽ không kết thúc trong một năm nữa, Zelensky đã tự hỏi hồi đó. Nhà báo cho biết là Tổng thống và đội ngũ của ông đã cho phép nhà báo dành nhiều thời gian trên phố Bankov, nơi đặt văn phòng của Tổng thống Ukraine trong năm đầu tiên của cuộc chiến. Nhà báo viết rằng có lúc tôi cảm thấy gần như bình thường, dù có tiếng còi báo động không kích. Chúng tôi nói đùa với và uống cà phê, nhưng đó cũng là khoảng thời gian kiệt sức và sợ hãi. Những đêm khó khăn nhất đối với Zelensky dường như ông ấy chỉ đủ giọng, để trằn trọc này, tiếng ù từ điện thoại của ông. Ông ấy hiếm khi đó là dừng lại. Trong những ngày đầu tiên đó thì tôi sẽ đánh thức mọi người dậy. Ông ấy nói là tôi không có quyền ngủ cho đến khi tôi biết được cuộc tấn công nào đã diễn ra ở đâu. Sau đó thì ngay từ 4 giờ 50 sáng, Zelensky đã sẽ yêu cầu đó là cập nhật. Không ai nhượng bộ vì tuyệt vọng trong giai đoạn đầu tiên. Và cho đến ngày hôm nay Zelensky đã không còn niềm tin vào đồng minh của mình nữa. Không còn niềm tin nữa. Mọi thứ đến ngày hôm nay đã xa vời với lại chính quyền ông Zelensky. Đến như cựu cố vấn của ông Zelensky là ông Rantovich, ông ta còn phát ngán, chán với những tuyên bố đến từ phương Tây tập thể. Bởi vì bản thân cựu quan chức này cảnh báo là cái giá, trước đấy cảnh báo là gì ạ? Ukraine không được chào đón được tại NATO và tốt nhất là đoàn kết với Nga để chống lại phương Tây. Mọi thứ đã đi vào bế tắc và tuyệt vọng. Chúng tôi phục vụ những yêu cầu của Mỹ và Russell, nhưng kết quả họ lại đứng nhìn hai con khỉ lao vào nhau để đánh nhau. Kết quả là dân tộc Nga, Ukraine tự tàn sát lẫn nhau. Và đến ngày hôm nay thì cựu quan chức Ukraine cũng cảnh báo cái giá phải trả nếu như Kiev gia nhập NATO. Tiếp tục lại cảnh báo. Không hiểu là ông Arantovich gần đây ăn phải bùa mê thuốc lú gì mà lại theo chiều hướng là thân đó là Liên bang Nga. Cựu vấn của Tổng thống Ukraine cho rằng Kiev nên ngừng hạ thấp mình và chấm dứt ảo tưởng rằng nước này sẽ sớm gia nhập EU và NATO.
Cho dù chúng ta có mong muốn đi tới đâu chăng nữa thì cơ hội này cũng sẽ không bao giờ xảy ra. Ông Arestovych đưa ra bình luận quyết định của Hội đồng của châu Âu cũng như nó mong muốn của Ukraine trở thành thành viên. Khi mà xảy ra kịch bản này sẽ xảy ra một cuộc chiến khốc liệt với Liên bang Nga và chúng ta sẽ không bao giờ có cơ hội để trở thành thành viên của NATO. Dù chúng ta có mong muốn như thế nào chăng nữa. Đây là một sự thật mà Ukraine cần phải nhận ra. Lời cảnh báo gần đây của Arestovych liên tục được đưa ra, gửi lời cảnh báo chính quyền ông Zelensky. Chúng ta thấy rằng là bản thân ông Zelensky ngày hôm nay mọi thứ nó chỉ còn tồn tại là một cái loa rè thôi, để đưa ra những thông cáo báo chí dành cho Nhà Trắng, chứ không phải là những thông điệp mượt mà để cho Ukraine có chỗ đứng ở trên vũ đài quốc tế nữa. Trong khi đó thì Kiev lên tiếng sau khi Mỹ nghi là Nga dùng tên lửa Triều Tiên để tập kích Ukraine. Không quân Ukraine nêu quan điểm sau khi Mỹ cáo buộc Nga dùng tên lửa đạn đạo mua từ Triều Tiên để tập kích vào mục tiêu của Kiev. Người phát ngôn không quân Ukraine cho biết là lực lượng này không thể xác nhận thông tin về việc Nga có thể sử dụng tên lửa đạn đạo mua từ Triều Tiên hay không. Chắc chắn là họ đã bắn tên lửa đạn đạo, nhưng chúng tôi sẽ tìm ra loại tên lửa đạn đạo và bên nào đã tạo ra chúng. Cho đến nay chúng tôi không có bằng chứng nào cho thấy tên lửa như vậy nghi là do Triều Tiên sản xuất. Mỹ đã đưa ra tuyên bố về vấn đề này. Vì vậy các chuyên gia sẽ xem xét một số mảnh vỡ, sau đó chúng tôi có thể kết luận rằng liệu đây có phải là sự thật hay là không. Tôi vẫn chưa thể xác nhận điều này, quan chức Ukraine nói. Ngoài ra thì ông cũng cho biết là trong các vũ khí mà Triều Tiên sở hữu có rất nhiều vũ khí từ thời Liên Xô, cũng như là công nghệ mà Liên Xô chia sẻ cho Bình Nhưỡng. Thậm chí các vũ khí có thể giống hệt nhau này. Vì vậy chúng ta khó có thể mong đợi thông tin gì mới này. Tên lửa Iskander của Nga và Triều Tiên có thể khác ở một số khía cạnh, nhưng không quá nhiều. Trước đó, Kirby, điều phối viên Hội đồng An ninh Quốc gia của Nhà Trắng, nói với truyền thông rằng là các cáo buộc Triều Tiên đã cung cấp tên lửa đạn đạo cho Liên bang Nga để tấn công vào Ukraine. Nhưng mà tất cả những thông tin này chỉ cho thấy một phương Tây tổng thể đã bất lực, không còn gì để tuyên truyền nữa, thì lại tiếp tục đưa thông điệp rằng là Nga đang cố gắng để mua tên lửa đạn đạo và UAV đến từ Iran cùng với Triều Tiên. Điều đó chứng minh rằng Liên bang Nga đã bị cạn kiệt tên lửa và chúng ta sẽ cần đoàn kết tiếp tục hỗ trợ cho Ukraine. Nga sớm muộn gì cũng bị suy yếu về mặt an ninh, đó là quốc phòng. Và Mỹ đang kỳ vọng điều đó là sự thật, chứ chưa dám tin tưởng điều đó là sự thật. Vì nếu là sự thật thì kiểu gì Nga cũng bị suy yếu. Nhưng nếu không phải là sự thật thì một phương Tây tập thể ngày hôm nay có nỗ lực tới đâu cũng chỉ hứng chịu sự thất bại mà thôi, chứ không có cánh cửa để chiến thắng. Ngày hôm nay khi mà Nga tấn công tên lửa siêu thanh Kindle liên tục, phương Tây tự biết rằng các lệnh trừng phạt không có tác dụng đối với lại ngành công nghiệp quốc phòng của Nga, hoàn toàn không tác dụng. Mà tên lửa siêu thanh Kindle của Nga đang được thúc đẩy tăng trưởng phát triển, thì không có lý do gì các dòng tên lửa khác của Nga lại không sản xuất được trong thời điểm hiện tại để bù đắp lại cái kho dự trữ của mình. Và Nga sẽ vét sạch toàn bộ những kho dự trữ cũ mang ra chiến trường để tấn công vào Ukraine, cũng là cơ hội để cho Nga xả rác vũ trang tuyệt vời, đặc biệt là đạn dược từ thời Liên Xô, các vũ khí từ thời Liên Xô lại được mang ra để xả rác trên lãnh thổ của Ukraine. Thì đây rõ ràng là điều quá tuyệt vời, gì đó không có gì tuyệt vời hơn như thế nữa, không có gì tuyệt vời hơn nữa. Đây là yếu tố tuyệt vời nhất. Còn phương Tây tập thể ngày hôm nay chỉ kỳ vọng thôi. Nó là kỳ vọng vậy chứ cũng nhìn thấy kết quả rồi. Cơ hội nào để mà nhìn Nga bị suy yếu về an ninh quốc phòng được? Chả có cơ hội nào đây cả. Đến như bản thân Triều Tiên còn đe dọa cả Hoa Kỳ, đúng không? Trung Đông đe dọa Hoa Kỳ, Châu Phi đe dọa Hoa Kỳ. Trên con đường phi đô la hóa ngày hôm nay ở tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, tại Hội đồng Liên Hợp Quốc ấy, nó lên tới 1/3 quốc gia thế giới tham gia vào quá trình phi đô la hóa. Nó vượt xa so với thành viên của BRICS. Mà năm nay BRICS tiếp tục tăng thì con số tiếp tục còn tăng nữa. Thì Hoa Kỳ lấy tiền đâu ra để mà xả tiền ra ngoài thị trường? Bây giờ mà xả tiền ra thị trường là ối rồi ngay. Vì nó chỉ loanh quanh ở đồng minh Mỹ với lại chi tiêu ở trên đất nước Hoa Kỳ thôi. Thì kiểu gì nó cũng sụt giảm giá cả của nó. Mọi thứ sẽ lạm phát. Và lại phải tăng lãi suất để thu hút tiền vào ngân hàng thôi. Để giảm tiền chi tiêu trên thị trường. Điều hiển nhiên là tiền không được lưu thông thì kinh tế tăng trưởng thế quái đâu được, mẹ chỉ có tăng trưởng âm thôi,
chứ làm sao có thể tăng trưởng dương được. Cho nên là thế giới đơn cực đã hết thời, thế giới đa cực phải mở ra. Cơ hội phát triển kinh tế cho khu vực châu Á và châu Phi, đây là cơ hội của châu Á và châu Phi, cơ hội để xây dựng toàn diện cho thế giới đơn cực, đa cực và chấm dứt thế giới đơn cực. Đây là những gì Vũ Quang cập nhật, chia sẻ, bình luận cùng quý vị và các bạn trong buổi nói chuyện ngày hôm nay. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi, ủng hộ cho Vũ Quang. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình bình luận tiếp theo.